phân nhóm bốc thăm vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam và U20 Trung Quốc gặp khó. Theo phân nhóm bốc thăm vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam nằm ở nhóm 3, trong khi đó U20 Indonesia nằm ở nhóm 2. Sau chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2023, ban tổ chức đã xác định được đầy đủ 16 cái tên đi tiếp bao gồm Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Indonesia, Oman, Tajikistan, Iran, Australia, Việt Nam, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Iraq và Syria. Ở khu vực Đông Nam Á, sau khi U20 Thái Lan không thể lọt top 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất nên chỉ còn U20 Indonesia và U20 Việt Nam là những đại diện góp mặt tranh tài. Theo phân nhóm của ban tổ chức, U20 Indonesia nằm ở nhóm 2 khi bốc thăm. Điều này giúp cho đại diện bóng đá xứ vạn đảo tránh được những đối thủ trong nhóm là U20 Nhật Bản, U20 Tajikistan và U20 Australia. Trong khi đó, U20 Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng với U20 Jordan, U20 Trung Quốc và U20 Iraq. Với việc nằm ở nhóm 3, U20 Việt Nam cũng như U20 Trung Quốc có nguy cơ đụng những đối thủ mạnh ở U20 Hàn Quốc, U20 Nhật Bản hay U20 Iran ở ngay vòng bảng. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra ở Uzbekistan từ mùng 1 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Ở giải đấu này, 4 đội vào bán kết của giải này sẽ giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2023.